Dạ vâng, em Tuấn ô tô cũ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị bạn đang quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Tuấn đến từ Hải Phòng. Vâng, và trước màn hình nhỏ quý anh chị bạn này là mẫu xe Toyota Vios được sản xuất năm 2015 với phiên bản E xịn quý anh chị bạn nhé. Cái phiên bản E này thì nó khác với phiên bản gì là khoang nội thất của nó là nội thất hai màu. Đấy. Cũng như động cơ của nó là động cơ 1.5 và nó có đầy đủ hệ thống gọi là tối khí an toàn và phanh ABS quý anh chị bạn nhé. Em này thì nó là phanh đĩa 4 bánh kết hợp với cả phanh ABS đã rồi, cực kỳ ok. Hiện tại thì hồ sơ cầm tay sẵn các bác nhé. Hồ sơ cầm tay sẵn thì các bác mua về chỉ cần ra tên bấm biển trong nốt nhạc là cùng. Đấy, trong ngày thôi các bác ạ. Đấy. Thì chiếc Toyota Vios E này đời 2015 thì hiện tại sơn gi của nó mang nước sơn màu vàng cát, tương đối là đẹp quý anh chị bạn này. Tất cả hệ thống đèn chiều sáng chính của nó phải nói là cực kỳ là sáng trong. Và nó cũng được ốp lớp mạ chrome ở phần này, đèn chiếu sáng chính cũng như là hệ thống gọi là tay nắm cửa nẹp chân kính. Đấy, nó bảo quản chống xước cực kỳ ok, ok luôn các bác nhé. Hệ thống lốp dép em này mới được khoảng tầm 90%. Đấy, lốp dép phấn lốp nó cũng như là rãnh lốp của nó cực kỳ sâu, cũng như là hệ thống phấn lốp nó còn nguyên zin. Đấy. Và cái khe hở phần mặt nắp cabo của nó là tương đối là khít quý anh chị bạn nhé. Phần khe hở nắp cabo của nó tương đối là khít và đẹp rồi. Không chỗ nào cong vênh méo mó cả. Đèn chiếu sáng chính của nó là dấu hiệu hao mòn thời gian cực kỳ là ít. Nó vẫn còn cực kỳ là trong các bác. Thì xe vừa mới về. Đấy là em mang quay báo giá trực tiếp với quý anh chị các bạn luôn. Thì chiếc xe Toyota Vios E đời 2015 với phiên bản máy 1.5 E xịn này thì bên em đề xuất bán với giá chỉ có 316 triệu đồng thôi các bác nhé. 316 triệu đồng thôi. Bên em bao giữ hồ sơ hỗ trợ vận chuyển để quý anh chị bạn ạ. Thì em sẽ quay luôn một quay xung quanh cái thân vỏ bên ngoài của chiếc Toyota Vios này cho các bác tiện quan sát luôn ạ. Thân vỏ bên ngoài em nói dường như đẹp nhất căng rồi, sơn xi mông má lại spa đẹp tất cả mọi thứ rồi. Không còn chỗ nào kiểu xước xác gì nữa các bác nhá. Đấy, cốp sau của nó này, tất cả mọi thứ nó rất là đều xe, chưa chỗ nào cong vênh méo mó cả, cực kỳ đẹp luôn. Cái trang bị đầy đủ hệ thống camera lùi, nước sơn màu vàng cát rất là nổi trội, nó mang cái, nó tôn cái dáng con xe trông rất là đẹp luôn. Form dáng em này là form mới nữa. Cực kỳ là cứng cáp. Tất cả đường gân xe của nó thẳng tắp các bác này, chưa chỗ nào méo mó cong vênh cả. Còn hệ thống gọi là tôn vỏ cua lốp của nó đây, không hề một hiện tượng mục mọt các bác nhé. Keo chỉ cua lốp còn nguyên zin, không một hiện tượng mục mọt cũng như keo chỉ cua lốp còn nguyên zin. Tất cả hệ thống gầm cua lốp của nó này, sơn hình như là mới được sơn phủ lớp sơn gầm rồi, cực kỳ là sáng bóng. Nói chung là cái phủ phần lớp sơn mới thì các bác mua về đỡ phải làm thôi. Đấy, mua về các bác có phần sơn này người ta mới sơn gầm rồi, các bác không phải làm gì hết. Nó tránh tình trạng gọi là mục mọt cái phần gầm. Đấy, nó một kho hệ thống lớp sơn gọi là sơn chống thấm và chống hàn gỉ các bác. Còn đây là hệ thống gọi là tôn vỏ cua lốp phía trên bên lái các bác nhé. Tôn vỏ cua lốp phía trên bên lái á, phần da chắn bùn này thì nó vẫn còn nguyên zin này. Còn mọi thứ phần lò xo giảm sóc, tất cả mọi thứ tôn trong vỏ bên nó này, không một dấu hiệu mục mọt gì cả, rất là đẹp luôn. Tất cả khe hở mặt cản ca lăng lối thân vỏ nó rất là đều, không chỗ nào cong vênh méo mó cả. Thì cái bản E này nó có hệ thống xi nhan tích hợp chân gương cũng như là gương kính cụp xe và gương kính chỉnh điện hết các bác nhé. Đấy, form dáng thì rất là đẹp luôn, form mới 2015 này, form mới trông rất là cứng cáp luôn. Về cái mặt thẩm mỹ của nó cũng tương đối là cao. Hiện tại đăng kiểm em này dàn tận tháng 6 năm 2022. Đấy, các bác mua về có thể vào tên chính chủ và đổi lại cái phần đăng kiểm cho nó trùng khớp với cái biển số của mình, cực kỳ ok luôn. Tất cả khe hở mặt cản ca lăng của nó này rất là đều luôn. Còn riêng cái phần keo chỉ của em này dàn sẽ quay luôn các bác quan sát này. Khoang nội thất đặc trưng của bản E đây, nó là nội thất hai màu các bác nhé. Khoang nội thất cực kỳ là sạch sẽ rồi. Đấy, nó bọc lớp sàn da, cực kỳ dễ dàng vệ sinh. Còn riêng phần mặt táp ly của nó đấy các bác này, mặt táp ly của nó đấy hoàn toàn dấu hiệu hao mòn rất là ít luôn. Chưa có chỗ nào chảy xước hay là nó bị nhựa nó bị bong chóc chỗ nào cả các bác nhé. Tất cả vân sần của nó nổi rất là đẹp luôn. Còn hệ thống keo chỉ của nó đấy các bác này, hệ thống keo chỉ của cái chiếc Toyota Vios E đời 2015 này hoàn toàn không mất phân keo chỉ nào phía bên cánh phụ này. Đấy, còn phía đằng sau bên cánh phụ đây các bác nhé, còn về phía đằng sau bên cánh phụ đấy, mặt táp ly của nó này rất là sạch sẽ luôn. Đấy, còn keo chỉ của nó đây các bác này, keo chỉ của nó này hoàn toàn không mất phân keo chỉ nào, cũng như phần cua lốp của phần phía sau bên phụ, cua lốp ở lốp sau bên phụ các bác này, tất cả hệ thống tôn vỏ nó cực kỳ sáng đẹp luôn. Đấy, keo chỉ, phần keo chỉ của lốp phải còn nguyên zin. Còn hệ thống gầm của nó này các bác, giờ em sẽ quay hệ thống gầm của nó cho các bác quan sát này. Gầm của nó đấy, hoàn toàn không có chỗ nào cong vênh méo mó hay hiện tượng gò nắn gì cả.
Đấy, chưa chỗ nào còn nắn gì cả, và một cái mối hàn bất lạ nào cả các bác nhá, bất thường nào cả, toàn mối hàn của nhà máy thôi. Toàn bộ hệ thống gầm cũng tương đối là sáng. Đấy, cổ vô tất cả mọi thứ này, chưa có mèo mó xô lệch chỗ nào và cũng không có mối hàn nào các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Em này trang bị đầy đủ hệ thống camera lùi rồi. Còn về phần khoang cốp của nó là sao ạ? Làm sao mở phần khoang cốp cho các bác này. Cốp của dòng Vios này nó tương đối là rộng rãi các bác nhá. Cốp của dòng Vios này nó phải tương đối rộng rãi rồi. Đấy, để rất nhiều đồ luôn. Còn hệ thống gọi là đường máng nước tất cả mọi thứ của nó này, còn zin nguyên bản theo xe các bác nhá. Còn zin nguyên bản theo xe đấy, chưa chỗ nào gọi là bấm lại cái đinh nào cả. Đấy. Mà nó không hiện tượng han gỉ luôn. Mọi thứ của nó này zin rất đẹp theo xe luôn. Rất đẹp. Ốc nắp cốp chưa ra này, còn về phần keo chỉ của nó thì em cam kết các bác là zin toàn tập này, nó chưa có va chạm gì phần đuôi này cả. Tất cả lỗ đinh tán, lỗ kỹ thuật của nó đây các bác này. Còn tròn vo luôn. Đấy, chưa chỗ nào móp méo cả. Rất là đẹp, keo chỉ còn nguyên zin. Còn phần tôn gầm của nó các bác nhé, tôn sàn của nó đấy ạ. Tôn sàn cũng như hệ thống kích lốp của nó, lốp sơ cua của nó đầy đủ các bác nhé. Lốp sơ cua đầy đủ này, kích lốp đầy đủ các bác nhé. Tôn sàn của nó này hoàn toàn không hiện tượng han gỉ mối mọt gì cả. Đấy, mọi thứ rất là ổn áp rồi. Đấy, còn dài em sẽ quay luôn cái phần gọi là hai bên keo chỉ bên cánh lái và cánh phía sau bên lái, các bác quan sát này. Cánh phía sau bên lái đấy các bác nhá, hệ thống keo chỉ của nó đấy ạ, còn nguyên zin nguyên bản theo xe này. Và cái động cơ 1.5 của dòng Toyota Vios này nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó đâu đó khoảng đây thông số kỹ thuật của nó các bác nhá, 6,3 lít đây trên 100 km đường kết hợp các bạn. Đấy, đường đô thị rơi tầm gần 8 lít, còn cái đường ngoài đô thị nó rơi chỉ cần tầm 5,4 lít thôi. Đấy, thông số kỹ thuật của mức tiêu hao nhiên liệu của nó đây các bác nhá. Đấy, đầy đủ thông tin trên cái kính chắn gió phía sau bên lái. Nói chung là mặt táp ly của nó rất là sạch sẽ, và khoang nội thất bọc cái da màu camber cực kỳ là sáng và sạch sẽ này. Trần em này trần nỉ nguyên bản nó bọc túi ly lông các bác nhá. Trần nỉ nguyên bản bọc túi ly lông. Và chiếc Toyota Vios ER 2015 này bên em đề xuất bán với giá chỉ có 316 triệu thôi. Là bên em bao suốt giờ hỗ trợ vận chuyển này các bác. Rất hợp lý luôn, cái giá rất hợp lý luôn các bác nhá. Tổng phần khoang nội thất của nó rất là sạch sẽ. Keo chỉ thì hoàn toàn nguyên zin. Mặt táp ly mọi thứ nó dường như hiện tượng bong chóc, cái phần sơn nó hoàn toàn không có tí nào các bạn, rất là đẹp rồi. Còn những phần mông má, phần hai bên cản hông sườn nó là bên em đã cho spa làm đẹp lại hết rồi các bạn nhé. Và cái bản E này tích hợp hệ thống từ khí an toàn này các bạn này, có một từ khí an toàn bên vô lăng và một từ khí an toàn bên phụ này. Nói chung là phần mặt táp lô của nó phải nói là cực kỳ đẹp luôn các bạn, vân sần nổi rất đẹp luôn, hiện tượng bong chóc hao mòn dường như rất là ít. Em này thì màn hình của nó là lên cái màn hình 2 dây rồi các bạn. 2 dây này là 2 dây cổng nối USB, có tích hợp hệ thống gọi là Bluetooth và Wi-Fi các bạn nhé. Củ số của nó hiện tượng hao mòn rất là ít luôn các bạn này. Hiện tượng hao mòn củ số rất là ít luôn. Rãnh củ số rất là sâu. Phần tay phanh cũng thế này, nó bám một chút ca may. Đấy, khoang nội thất cực kỳ là sạch sẽ thơm tho. Còn phần khoang động cơ của nó hay sao ạ? Giờ sẽ quay luôn phần khoang động cơ của nó này các bạn này. Ô đô của nó đâu đó là 7.8 các bác nhá. Ô đô 7.8 ạ. Đấy, màn hình của nó này, tất cả mọi thứ này. Loa đài âm thanh ánh sáng cam kết các bác tất cả mọi thứ đều hoạt động bình thường các bác nhé. Đấy. Tất cả những nhựa ốp cột của nó phải nói là tương đối là sạch sẽ. Không có chỗ nào bong chóc cả. Phần nhựa nó rất là đẹp luôn. Máy nổ cực kỳ êm các bác nhé. Máy nổ cực kỳ êm ạ. Và dòng này nó tích hợp cả phanh ABS và phanh đĩa 4 bánh. Đấy, đi lại nó hỗ trợ đồ đeo đấy cực kỳ ok các bác nhé. Còn về phần khoang động cơ em này, máy nổ rất là êm. Máy nổ rất là êm luôn. Máy cái dòng Toyota Vios 2015 này thì nó vẫn là máy đen các bác nhá. Phải cuối 2016 bắt đầu nó mới lên máy trắng ạ. Khoang động cơ của nó máy nổ rất là êm. Tất cả những con ốc ở chân máy của nó này còn hoàn toàn chấm sơn 7 màu của nhà máy này. Phần đậu rằng tất cả mọi thứ ủ rằng sóc của nó chưa hiện tượng gò nắng gì cả. Lỗ đinh tán, lỗ kích thuật của nó còn tròn vo vuông đét nguyên bản theo nhà máy này. Còn những cái con ốc của nắp cabo cũng chưa ra con nào các bác nhé. Keo chỉ thì hoàn toàn zin đét này. Mặt nắp cabo keo chỉ nguyên zin nguyên đang nguyên kiện luôn các bác này. Tất cả lỗ đinh tán, lỗ kỹ thuật của nó đã cực kỳ đẹp nét căng luôn. Đấy, tròn vo. Keo chỉ thì quanh phần tắp mặt cabo này chưa mất phần nào cả. Rất đẹp luôn. Ốc nắp cabo chưa ra con nào. Hay đầu răng bên lái các bác này. Mọi thứ của nó rất là ổn áp lên. Những phần tôn mỏng của nó này. Những phần tôn mỏng của nó các bác này. Nhìn góc ngang là các bác quan sát rất là dễ luôn. Tất cả tôn mỏng của nó đều còn zin với bản theo xe, rất là đẹp. Máy nổ rất là êm luôn, máy nổ thì thầm. Tất cả chấm sơn 7 màu của nhà máy còn rất nhiều các bác nhé. Chấm sơn 7 màu của nhà máy còn rất nhiều luôn.
với cái chiếc Toyota Vios này thì mặt máy nó cũng còn nguyên zin các bác nhá. Máy số là còn nguyên zin, keo chỉ cột kèo đầu đít em cam kết là hoàn toàn nguyên zin này. Còn là phần hơi thở của nó này. Hơi thở của nó đây các bác này. Xem một tí khói nào ạ. Đấy, hoàn toàn là không tí khói nào cả các bác nhá. Đấy, máy không một tí hơi thở nào cả, rất là đẹp luôn. Động cơ này lành lặn. Đấy, mẫu xe mà thương hiệu Quốc Dân, nồi đồng cối đá đấy. Nói chung tổng quan khoang máy của nó rất là sạch sẽ, khô ráo. Đấy, bác nào mua về có thể chạy gia đình hoặc là đã đưa tí dịch vụ ngoài, xe hoa, xe cưới, xe hỏi cực kỳ ok luôn. Thì vừa đầu em Tuấn ô tô cũ Hải Phòng có quay qua báo giá review bác mẫu xe Toyota Vios mới về tại chợ Tô Cũ miền Bắc, đời được sản xuất năm 2015 với phiên bản E xịn. Cái giá của nó là chỉ có 316 triệu thôi các bác nhá. Bên em bao giúp giờ hỗ trợ vận chuyển. Và bác nào chưa cảm thấy chiếc xe này đúng chân với mình, hợp màu hợp mệnh và nó đúng chân với cửa tiền của mình thì anh nhanh tay nhấc máy alo liên hệ với em theo số điện thoại cũng như Zalo của em các bác nhá. Số điện thoại và Zalo của em là 0389726738 ạ. Và bác nào xem qua video của em lần đầu tiên thì hãy cho em xin một lượt đăng ký và chuông thông báo để em liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới về trong ngày tại địa chỉ của em là chợ Tô Cũ miền Bắc, km 47 Quang Trung, An Lão, Hải Phòng. Và một lần nữa thì cảm ơn toàn thể quý anh chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại quý anh chị bạn ở video sau ạ.